Khuyến mại lớn, khuyến mại cực lớn, khai trương rộn ràng, ngập tràn ưu đãi. Mừng khai trương cửa hàng thời trang và phụ kiện tin Xiao Ha Ha tại địa chỉ đầu ngõ A1, thôn Hồng Cầu, xã Lạng Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Xiao Ha Ha triển khai chương trình siêu ưu đãi hấp dẫn, khuyến mại giảm giá từ 10 đến 20%. Vâng, giảm giá lên đến 20%, duy nhất chỉ có tại thời trang và phụ kiện tin Xiao Ha Ha. Chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 15 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2022. Cửa hàng Xiao Ha Ha chuyên thời trang và phụ kiện tin như quần áo thời trang, trang sức, ví, túi sách, quà lưu niệm, mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm, đồ trang trí sinh nhật và phòng cưới, đồ chơi trẻ em, đồ ăn vặt, đồ dùng văn phòng phẩm. Với đa dạng các mặt hàng để các bạn tìm thỏa sức lựa chọn và mua sắm, chúng tôi không ngừng cập nhật phong cách thời trang mới nhất, thịnh hành nhất, hot trend nhất và phát triển các mặt hàng để phục vụ cho quý vị mua sắm trong suốt 4 mùa xuân hạ thu đông, cũng như các dịp lễ Tết về quần áo, túi sách, phụ kiện thời trang. Cửa hàng thời trang và phụ kiện tin Xiao Ha Ha xin trân trọng kính mời toàn thể quý khách hàng đến tham quan mua sắm và cảm nhận sự mới mẻ trong những mặt hàng thời trang của chúng tôi. Mua sắm thả ga, không lo về giá cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn. Địa chỉ đầu ngõ A1, thôn Hồng Cầu, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Xin trân trọng kính mời quý khách. Khuyến mại lớn, khuyến mại cực lớn, khai trương rộn ràng, ngập tràn ưu đãi. Mừng khai trương cửa hàng thời trang và phụ kiện tin Xiao Ha Ha tại địa chỉ đầu ngõ A1, thôn Hồng Cầu, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Xiao Ha Ha triển khai chương trình siêu ưu đãi hấp dẫn, khuyến mại giảm giá từ 10 đến 20%. Vâng, giảm giá lên đến 20%, duy nhất chỉ có tại thời trang và phụ kiện tin Xiao Ha Ha. Chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 15 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2022. Cửa hàng Xiao Ha Ha chuyên thời trang và phụ kiện tin như quần áo thời trang, trang sức, ví, túi sách, quà lưu niệm, mỹ phẩm, dụng cụ trang điểm, đồ trang trí sinh nhật và phòng cưới, đồ chơi trẻ em, đồ ăn vặt, đồ dùng văn phòng phẩm. Với đa dạng các mặt hàng để các bạn tìm thỏa sức lựa chọn và mua sắm, chúng tôi không ngừng cập nhật phong cách thời trang mới nhất, thịnh hành nhất, hot trend nhất và phát triển các mặt hàng để phục vụ cho quý vị mua sắm trong suốt 4 mùa xuân hạ thu đông, cũng như các dịp lễ Tết về quần áo, túi sách, phụ kiện thời trang. Cửa hàng thời trang và phụ kiện tin Xiao Ha Ha xin trân trọng kính mời toàn thể quý khách hàng đến tham quan mua sắm và cảm nhận sự mới mẻ trong những mặt hàng thời trang của chúng tôi. Mua sắm thả ga, không lo về giá cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn. Địa chỉ đầu ngõ A1, thôn Hồng Cầu, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Xin trân trọng kính mời quý khách.